mốc km số 0 là kiến trúc phổ biến tại nhiều thành phố trên thế giới. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất chủ trương xây dựng cột mốc km số 0 tại quận Hoàn Kiếm, xác định đây là một điểm nhấn không gian, điểm du lịch độc đáo, góp phần hoàn chỉnh không gian công cộng khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nhằm lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng về việc xây dựng công trình văn hóa này, sáng nay, triển lãm lấy ý kiến cộng đồng về các phương án đoạt giải cuộc thi thiết kế công trình km số 0 đã được tổ chức. Triển lãm trưng bày các phương án đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế công trình km 0 diễn ra trước đó. Nếu như tác phẩm đoạt giải nhất, Cổng Ánh Sáng, là ý tưởng sáng tạo độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi, khả thi, thì tác phẩm đoạt giải nhì được đánh giá cao ở sự đơn giản, mạch lạc, dễ nhận biết. Ý tưởng của tác phẩm đoạt giải 3 lại thể hiện tính lãng mạn, mới mẻ, tạo được điểm nhấn khác biệt. Trong thông lệ các cái cuộc thi ấy, thì cái phần ý tưởng là một chuyện, nhưng mà để có thi không được hay không ấy, lại là một câu chuyện khác. Cần phải cân đối tất cả các cái chỉ tiêu về mặt kỹ thuật, về mặt tài chính, về các cái hiệu quả của dự án, thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định, có thể chưa chắc giải nhất đã là cái phương án được thi công. Mỗi ý tưởng đoạt giải đều được đánh giá cao và có những ưu nhược điểm riêng để người dân cho ý kiến và lựa chọn. Phải có sự đồng thuận cao người dân thì chúng ta mới đưa nó vào thực tiễn của cuộc sống được, và các cấp có thẩm quyền bây giờ đã phê duyệt. Nhưng ở đây tôi cho rằng ngoài chuyện lấy ý kiến này thì chúng ta cũng nên giải trình nếu có những ý kiến đóng góp về các phương án này. Bởi vì khó mà tìm được phương án toàn diện cả thì phải nghe dân, phải vì dân để chúng ta xây dựng như thế nào. Người dân sẽ được tham quan trưng bày các phương án đoạt giải, sau đó đóng góp ý kiến trực tiếp qua hòm phiếu đặt tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm hoặc bình chọn trực tuyến qua website www.tapchikienchuc.com.vn.